Xin chào anh em. Sau một thời gian sử dụng cái kích điện Sure mình mua ấy, thì hôm nay mình đã chế thêm cho nó một cái chân cái của cái chân cầu chì anh em ạ. Vì lý do tại sao? Vì mình đã thấy và mình đã đi xem nhiều anh em tháo và mở hộp cái con Sure, các dòng Sure như này, dạng kích điện như này, thì mình thấy cái cầu chì anh em này, cái cầu chì này đó, và chính nó đây này anh em đó, thì người ta đều hàn chết chân của nó luôn anh em nhé, người ta hàn chết luôn. Thì người ta hàn chết thì khi anh em chẳng may bị cháy cầu chì thì anh em rất là khó thay thế, rất là khó thay thế, và nhất là một số anh em không có những cái đồ sử dụng và thay thế. Thì hôm nay mình đã độ lại nó và mình đã thay cho nó là một cái chân cái đây anh em nhìn này, cái chân cái này đấy, cái chân cái bên dưới này, cái chỗ cái ấy mình như này là chân cái. Để tại sao? Để khi mình có thay thế mình nhìn rút ra cắm vào, rút ra cắm vào thôi, rất là đơn giản và nó dễ dàng hơn. Và mình cũng đã khống chế cho nó cái dòng đổ xuống, bởi vì là khi bình thường là nó là 1200W, cái kiểu 1200W thì nó sử dụng 4 cái cầu chì, thì bây giờ là mình sẽ không dùng 4 cầu chì nữa mà mình chỉ dùng cho nó 2 cầu chì thôi. Và cái cầu chì này nó có cái dòng là 40A thì anh em mà 4 con thì là 160A, thì mình bỏ ra thì chỉ còn 80A thôi. Còn 80A nữa thì nó chỉ có một con một nửa công suất, và mình đã thử nghiệm rồi. Vì con cầu chì này nó có giống như một cái chở xăng đấy anh em, nó như một cái chở xăng, nó là dòng qua. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho anh em thấy. Thì trước hết mình sẽ nhắc lại với anh em là mình sẽ chế một cái rắc cái thì thay thế cho đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn, chứ không mỗi lần chẳng may bị ngược cọc bình hay tháo ra cái mình quên mình nắp ngược cái nó cháy cầu chì thì anh em nó khó thay. Thì mình làm cái này một lần ấy, thì mình sẽ dễ dàng hơn anh em nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm. Thì trước hết mình đã cắm một cái máy khoan đây anh em nhỉ, máy khoan đó, khoan đây, máy khoan này đó, và mình đã rút ra một cái cầu chì và mình cắm hai cái thôi. Bây giờ mình sẽ bật máy kích lên đó, mình đã bật kích lên rồi. Kích chì đèn đấy nó đang nháy anh em, mình cho tắt cái đèn đi cho nó nháy, nhìn thấy nháy. Và mình sẽ bật sóc cái khoan. Cái khoan này mình có công suất là 600W anh em nhé. Đấy anh em thấy không, nó báo lỗi luôn, quá tải. Nó báo quá tải. Rồi mình cho tắt đi, mình bật lại và mình sẽ thử thêm một lần nữa. Nó đang báo quá tải, chờ nó hồi đó. Và mình sẽ thử nó từ từ xem. Tại sao mình thử từ từ thì nó lại được? Bởi vì là cái dòng của hệ 12V mà công suất đề của nó là rất lớn anh em nhé. Đấy, mình sẽ thử từ từ này. Còn bây giờ mình sẽ đột ngột luôn thì sao? Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ ngắt lại ngay. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ cho một cái cầu chì vào thêm, đó là cầu chì 40A như cái của nó bên trong. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắm thêm. Thì lý do mình chia sẻ với anh em hôm nay ấy, thì anh em có thể làm cái chân cái cho nó thì anh em có thể thay thế cầu chì nó dễ dàng hơn và có thể khống chế được cái công suất của nó, khống chế được cái công suất của cái kích điện này. Mình thấy đa số dòng kích điện của Sure thì người ta hàn chết đấy. Đấy anh em thấy không, mình có thể tháo ra rút vào rất là đơn giản. Giờ mình sẽ bật rồi, và mình sẽ đè luôn sốc nhá. Đó là cái lý do như thế này, anh em bỏ ra bớt đi hai cái cầu chì thì anh em đã khống chế được của nó công suất và cũng khống chế được cái dòng của nó đi qua, thì nó cũng có thể bảo vệ thiết bị của anh em sẽ bền hơn. Và hàn thêm cái chân cái có chôn cầu chì anh em có thể thay dễ dàng hơn. Nếu mà anh em nào thích vọc vạch mà làm thế này thì mình xin chúc anh em thành công. Thì bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa cho anh em thấy. Đó, tất cả các dòng Sure mình xin nhắc lại nhé, tất cả các dòng Sure thì mình thấy người ta hàn chết luôn, chứ không có cái để cắm chân đi cầu chì này. Thôi, xin chào anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ.